Trước đó, Ban tổ chức kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh, 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh và 25 năm tái lập tỉnh Hưng Yên họp triển khai nhiệm vụ. Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng ban chỉ đạo kỷ niệm chủ trì hội nghị. Sự hội nghị có các đồng chí trong Ban chỉ đạo, Ban tổ chức kỷ niệm. Sau khi nghe các đồng chí thành viên Ban tổ chức kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh, 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh, 25 năm tái lập tỉnh, báo cáo tình hình kết quả ban đầu thực hiện thông báo số 197 ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về việc tổ chức kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh, 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh và 25 năm tái lập tỉnh Hưng Yên. Các đại biểu đã tham gia phát biểu ý kiến, đóng góp vào công tác triển khai thực hiện các hoạt động kỷ niệm như công tác tuyên truyền quảng bá về mảnh đất và con người Hưng Yên trong suốt chiều dài lịch sử, đặc biệt là những thành tựu sau 25 năm tái lập tỉnh. Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về quê hương Hưng Yên, phát động thi đua trong toàn tỉnh, lập thành tích chào mừng 190 năm thành lập tỉnh, 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh, 25 năm tái lập tỉnh, các hoạt động an sinh xã hội, các hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa, công tác thi đua khen thưởng và việc tổ chức lễ kỷ niệm sao cho trang trọng, thiết thực và tiết kiệm, phù hợp với tình hình thực tế. Thay mặt Ban chỉ đạo kỷ niệm, đồng chí Bí thư tỉnh ủy đã cảm ơn những ý kiến tham gia đóng góp rất có giá trị của các đại biểu trong công tác chỉ đạo cũng như công tác triển khai các hoạt động trong thời gian vừa qua, cũng như các nhiệm vụ công việc từ nay đến ngày tổ chức kỷ niệm. Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư tỉnh ủy nhấn mạnh. Đây là một sự kiện chính trị rất là quan trọng, có ý nghĩa đối với Đảng bộ và nhân dân ta trong việc là giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào, tự tôn của người dân Hưng Yên. Chúng ta xác định đây là một cái nhiệm vụ trọng tâm trong những thời gian còn lại của năm 2021. Ban tổ chức lễ kỷ niệm thì cũng đã ban hành kế hoạch số 01 hết sức là cụ thể, chi tiết với 12 cái nhiệm vụ, phân công trách nhiệm rõ ràng, có thời gian hoàn thành. Tôi đánh giá rất là cao sự quyết liệt của ban tổ chức, rồi các ban sở ngành của chúng ta đã tích cực tham gia triển khai những cái nội dung theo chỉ đạo của ban thường vụ và ban tổ chức trong bối cảnh là dịch Covid diễn biến hết sức là phức tạp và khó lường. 8 cái nhóm nội dung công việc trong 197 được cụ thể hóa thành 12 cái đầu việc mà nêu trong kế hoạch 01. Tuy nhiên, chúng ta phải có những cái phương án và những kịch bản khác nhau, đặc biệt là tổ chức các cái sự kiện văn hóa, thể thao, hội nghị, hội thảo, nhất là các chương trình nghệ thuật, phải có cái phương án linh hoạt, mục tiêu thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, không phô trương. Ta phải khẳng định là truyền thông sẽ đóng vai trò làm trụ cột. Đây là một trong những cái nội dung phải đi trước, đi sớm một bước, có kế hoạch triển khai rất cụ thể đối với công tác thông tin và tuyên truyền. Đấy, ban tuyên giáo sẽ phải là đầu mối phối hợp với cả các cơ quan thông tin truyền thông. Chúng ta phải triển khai một cách bài bản, có kế hoạch, cách thống nhất để làm sao đấy mà mỗi một cơ quan, mỗi một đơn vị, mỗi một tổ chức đảng, một cấp ủy thì đều là những nơi mà chúng ta thực hiện cái việc tuyên truyền phổ biến để đến rộng rãi với người dân về những các cái thành tựu, thành tích, về những cái truyền thống, quan điểm của Hưng Yên của chúng ta.